Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem kênh NL34 trong buổi chiều nay để cùng theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin chiều nay ngày 29 tháng 10 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Chất lượng điện yếu nhưng giá điện cao ngất ngưỡng, lưới điện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đó là tình trạng mà người dân ở xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ đang gánh chịu. Thành phố Đà Nẵng hạn chế việc sử dụng Facebook trong thời gian làm việc. Tin quốc tế, cục điều tra liên bang Mỹ mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Clinton. Và bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin chiều nay, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hiện nay thì hội người cao tuổi huyện Cần Giuộc có trên 17.400 hội viên tham gia sinh hoạt ở 79 chi hội, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng. Trong thời gian qua, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng đảng, chính quyền, ra sức vận động con cháu cùng nhau xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Trong đó, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi đã tự nguyện đóng góp công sức tiền của hiến đất làm đường giao thông với trị giá trên 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, người cao tuổi còn tự nguyện hiến trên 9.500 m2 đất để thi công các công trình đường giao thông nông thôn, trường học với số tiền trên 4 tỷ đồng. Trong công tác chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng người cao tuổi, hội đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức chúc thọ và mừng thọ trên 2.300 cụ với tổng kinh phí trên 750 triệu đồng. Vận động xây dựng 42 căn nhà tình thương trị giá gần 1 tỷ đồng, phối hợp khám chữa bệnh miễn phí và hỗ trợ mổ mắt cho hơn 152 cụ, trao tặng 110 xe lăn. Ngoài ra, nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp người cao tuổi, hội đã xây dựng nhiều loại hình sinh hoạt như câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh vật cảnh, cầu lông, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, những năm qua, người dân ở xã Phước Lợi, huyện Bến Lức đã tích cực mở rộng diện tích rau màu, góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động. Mấy năm qua, gia đình ông Trần Văn Chẳng ở ấp 2, xã Phước Lợi cải tạo vườn tạp để trồng các loại rau màu. Nhờ tham gia các lớp tập huấn, nắm chắc kỹ thuật và sử dụng chế phẩm sinh học trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt áp dụng phương thức luân canh, xen canh, gối dụ, nên diện tích rau của ông phát triển tốt, bán được giá, quanh năm luôn có nguồn thu nhập. Thì nói chung thì bà con ở đây thì nhờ cái này thì cũng cho con ăn học được, rồi sửa sang nhà cửa rồi cũng khang trang đàng hoàng. Diện tích cây màu thì hiện nay nó cũng càng ngày phát triển, năm sau thì cũng cao hơn năm trước. Về cái nói chung á, thì cái sản xuất này á, thì mình cũng phải tính vấn đề cái an toàn sức khỏe cho bà con người ta tiêu dùng đó. Hiện nay, xã Phước Lợi có khoảng 60 hectare diện tích chuyên sản xuất rau màu. Công việc nhàn hạ nhưng giá trị mang lại cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa. Một hectare rau màu cho thu nhập gần 100 triệu đồng một năm. Trồng màu là thu nhập gấp 3 lần đến 4 lần của lúa, tạo điều kiện đời sống của nông dân là hơn lúa, và hội nông dân phối hợp với trạm bảo vệ thực vật chuyển giao khoa học giúp bà con để biết cái cách phòng trừ bệnh và cái thuốc cách ly để là tạo cái rau an toàn để nhằm để đảm bảo sức khỏe cho bà con nông dân. Cũng nhờ vào mô hình cải tạo tận dụng vườn tạp để trồng rau màu mà đời sống của người dân ở xã Phước Lợi được cải thiện rõ rệt. Qua đó, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã Phước Lợi lên hơn 31 triệu đồng một người một năm vào năm 2015 và tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. Hiện nay, địa phương này đang tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng diện tích và tìm các biện pháp hỗ trợ như chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng đến xây dựng mô hình Việt Gáp, tạo ra nông sản sạch, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Kính thưa quý vị, dù chỉ cách trung tâm huyện Tân Trụ, tỉnh Long An khoảng 4 km, nhưng nhiều năm qua, người dân ở ấp 5, xã Tân Phước Tây không chỉ chịu nghịch lý, điện yếu nhưng giá cao, mà còn đối mặt nguy hiểm do đường điện xuống cấp. Dây dẫn cũ nát, đường dây điện mắc chằng chịt chồng chéo, hệ thống trụ điện siêu dẹo nghiêng ngả theo thời gian. Đây là những chiếc bẫy tử thần đã tồn tại từ hơn 10 năm qua, khiến cho hàng chục hộ dân sinh sống trong khu vực vô cùng lo lắng. Dạ thì cũng thấy mấy cột này cũng điện rồi nó chằng chịt, thấy cũng ngại cho dân chúng rồi con cháu đi học. Dạ có cột chạm là mới phụ thêm, còn xi măng thì nó giờ nó cũng xuống cấp hết rồi. Cái kỳ này mùa mưa này là điện nó xuống cấp quá chừng luôn, rồi dân ông chủ ấp ông mới nhờ dân hùng tiền lại mỗi người 50 ngàn mua chàm gặm lại cho nó cao lên, nó không có nằm dưới nước. Hôm hổm là mưa là nó ngã ở trong đó,
nó ngã cái cột điện xuống dưới lộ luôn. Để tự bảo vệ mình, người dân ở đây không còn cách nào khác là hư đâu sửa đó, một cách tạm bợ và tai nạn điện luôn chực chờ nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời. Không chỉ sống trong cảnh bất an vì lưới điện thiếu an toàn, người dân nơi đây còn cho biết chất lượng điện rất kém, nhất là vào giờ cao điểm. Các trang thiết bị gia dụng phục vụ sinh hoạt gia đình hầu như đều trùm mền như thế này. Chất lượng điện không đảm bảo, nhưng người dân luôn phải trả tiền điện với giá cao gấp nhiều lần so với những nơi khác. Tối ở đây nè, dân ở đây nè đốt đèn á, chỉ là cái bóng đèn nó không có cháy lu mờ như đèn bông bóng vậy đó. Là cỡ 10 giờ đêm nó mới cháy sáng lên. Dầu muốn chết đóng tiền, đã dân nghèo không có tiền đóng gì đâu mà 9.000, 10.000 ký. Dân người đóng 4, 5, 600.000 tiền điện. Trời ơi phản ánh dữ lắm, đi họp đi hội rồi dữ lắm đó chứ bộ, mà nay mới gắn cục điện này mừng rồi đó. Mà không biết chừng nào kéo dây nè. Hiện nay thầu qua trao đổi của chính quyền địa phương, lãnh đạo xã với điện lực Tân Trụ, thì điện lực Tân Trụ báo cáo là hiện nay là các vật tư chuẩn bị cho thi công là kéo tràn với kéo dây thì cũng đã cơ bản là đã xong, thì là tập kết đầy đủ, thì điện lực chuẩn bị là thi công theo cái tinh thần là đến quý tư của năm 2016 là công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong khi chờ đợi hệ thống lưới điện được thi công mới, thì hàng ngày người dân ấp 5 xã Tân Phước Tây phải sống trong tình cảnh nơm nớp lo sợ khi đường dây điện ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong thời điểm mưa bão như hiện nay. Thưa quý vị, nhằm tăng cường quản lý việc cán bộ công chức sử dụng Internet, thành phố Đà Nẵng khuyến cáo cán bộ công chức viên chức và người lao động không sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc. Trong văn bản mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đề nghị các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường khuyến cáo cán bộ công chức viên chức và người lao động không sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc. Việc khai thác các thông tin trên mạng cần tiếp cận, khai thác những thông tin chính thống trên hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử chính thức của Việt Nam. Bên cạnh đó, không cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định tình hình, xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể, cá nhân theo các quy định tại điều 5 và điều 26 Nghị định số 72 năm 2013 của Chính phủ. Công văn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ quản trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đảm bảo cung cấp nội dung thông tin trên mạng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cũng sẽ chủ trì phối hợp với Công an thành phố tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có trụ sở trên địa bàn Đà Nẵng có hành vi vi phạm hoạt động nêu trên. Thưa quý vị, ngôi trường chuyên mang tên Nguyễn Tất Thành ở tỉnh Kon Tum lại một lần nữa ươm mầm của học trò ưu tú. Em là Đoàn Nữ Ngọc Linh ở lớp 11 quá, một trong 8 học sinh xuất sắc của Việt Nam được nhận học bổng ASEAN do Bộ Giáo dục của Singapore tổ chức. 11 năm là học sinh giỏi toàn diện với điểm học trung bình từ 9,5 điểm trở lên. Quy chương vàng môn quá khối 10 kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4. Quy chương vàng kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc năm học 2014-2015. Mới đây nhất, Đoàn Nữ Ngọc Linh đã xuất sắc giành được học bổng ASEAN do Bộ Giáo dục Singapore trao tặng. Khi nghe tin cháu Linh mà đạt cái học bổng ASEAN thì là phụ huynh thì tôi rất là mừng và rất là xúc động, bởi vì là đạt cái học bổng này là nó rất là khó. Đây là một cơ hội lớn cho cháu để cháu phát huy hết cái khả năng của mình. Ngoài các buổi học chính trên trường, thông qua các kiến thức học có trên mạng Internet, Ngọc Linh đã tự tìm tòi khám phá các phương pháp học tập mới mang lại hiệu quả cao. Ngoài cái giờ trên lớp thì ở nhà thì cháu cũng chủ yếu là tự học. Qua sách vở hay là có khi là qua các cái trang mạng đó thì cháu tự tìm tòi học tập thôi. Không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc, Linh cũng là thành viên tích cực của lớp 11 chuyên khóa Nguyễn Tất Thành trong việc giúp đỡ nhiều bạn cùng tiến bộ. Trong quá trình học tập và rèn luyện, em hết sức cố gắng và em là một học sinh giỏi toàn diện trong các môn. Và không phải những giỏi mà em lại có tinh thần là giúp đỡ các bạn khác.
với việc giành được học bổng ASAN, sắp tới cô bé sinh năm 2000 này sẽ phải xa gia đình để bắt đầu với môi trường học tập và cuộc sống mới tại đất nước Singapore. Mong muốn của Ngọc Linh là trở thành một bác sĩ có ích cho xã hội. Mới đó em qua thì em nghĩ em sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ và môi trường mới, và em sẽ cũng phải làm quen với môi trường học tập và nói là có thêm nhiều bạn mới, và em phải thích nghi với cái điều kiện mà phải sống xa gia đình. Trong 4 năm thì em sẽ cố gắng tìm hiểu về những điều kiện cần có để có thể vào được trường y cũng như là để trở thành bác sĩ. Hy vọng với những thành tích học tập xuất sắc, cô bé Đoàn Nữ Ngọc Linh sẽ vững bước và đạt được những kết quả cao trong học tập tại đất nước Singapore, mang danh dự về cho bản thân, gia đình và cho chính mảnh đất Tây Nguyên này. Theo phản ánh của người dân thì thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Cà Mau đến địa bàn huyện Nam Căn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là ở nhiều nơi trên tuyến quốc lộ bị hư hỏng nặng, khiến cho nguy cơ mất an toàn giao thông luôn ở mức cao. Trên tuyến quốc lộ huyết mạch dài 54 km này, ở nhiều nơi đã xuất hiện dày đặc những ổ gà, ổ voi và kéo dài hàng km. Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng nhất là đoạn từ chợ Nhà Phấn thuộc xã Thạnh Phú đến trung tâm xã Tân Hưng Đông thuộc địa bàn huyện Cái Nước và đoạn từ trung tâm huyện Cái Nước đến thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn. Nhiều chỗ mặt đường bị lún xuống tạo nên nhiều lỗ lớn, dày đặc và có độ sâu từ 10 cho đến trên dưới 20 cm. Mặt đường xấu cộng thêm tác động của mưa lớn trong những ngày qua gây ra không ít nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện, nhất là các phương tiện mô tô. Theo phản ánh của người dân sống ven tuyến lộ, xe lưu thông qua khu vực này thường xuyên bị sụp ổ gà, ổ voi, làm lạc tay lái, nhất là vào ban đêm. Khi tầm nhìn bị hạn chế thì nhiều vụ tai nạn đã xảy ra khiến cho nhiều người bị thương. Mặc dù tuyến đường cũng được cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, duy tu, thế nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau đã có nhiều văn bản gửi về Tổng cục để báo cáo sự việc. Cách đây một tuần, đại diện của Tổng cục Đường bộ đã xuống kiểm tra và cho biết sẽ sớm có biện pháp duy tu, sửa chữa nhằm chấm dứt nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.